Đường về trận chung kết của siêu cúp một lần trên đường tiếp mở rộng tại sân bóng đá nhân tạo Ba Lan. Vâng, và trận chung kết này chúng ta sẽ có chương trình đối đầu giữa 11 và 12 năm. Vâng, vẫn là trọng tài chính của trọng tài chính trận này. Vâng, và thầy Hải đang có sự nhắc nhở cũng như là để bốc thăm sân cũng như là bóng dành cho cả hai đội. Vâng, và chúng ta hãy chuyên đến được chiếc cúp của nhà vô địch của giải đấu năm nay. Vũ Minh Tuấn, đội trưởng số 10 Vì Vi Thành. Vâng, đội chủ môn số 10 Vũ Tấn Minh, lại là một người cùng tên với tôi. Vâng, đội trưởng Ma số 10 Vì Vi Thành, số 28 Vũ Hoài Nam, số 19 Đinh Mạnh Dũng, số 8 Vũ Sơn Hải, số 25 Đỗ Thanh Hùng, số 26 Hoàng Trọng Toàn, số 2 Hồ Quốc Thánh, số 24 Hà Trung Phong và số 20 Hà Tuấn Đại, số 11 Nguyễn Đăng Thành. Vâng, và danh sách thi đấu của lớp 12A2 có thủ môn Mã số 25 11A2 Mã số 25 Vũ Thành Sơn. Vâng, và cầu thủ 27 Phan Hoàng Nhật, 32 Nguyễn Hoàng Anh, 29 Nguyễn Phạm Duy Thái, số 28 Đoàn Hồng Phong, số 9 Trần Đức An, số 3 Trần Thanh Tùng, số 5 Nguyễn Nam Khánh và cuối cùng là số 7 Nguyễn Phạm Thành Đạt. Vâng, và đội được giao bóng trước đó chính là đội 11A2. Vâng, trận chung kết này thì ngoài sự có mặt của các cô giáo chủ nhiệm, các thầy cô giáo thì cũng có thêm một sự góp mặt đặc biệt, một học sinh cũ của trường và cũng như là một vận động viên quốc gia và vận động viên của Công an Nhân dân Hà Nội là anh Lê Ngọc Nghĩa, là người đang giữ thành tích là chạy 100m nhanh nhất Việt Nam hiện tại và đang có mặt tại đây để theo dõi trận chung kết ngày hôm nay ạ. Vâng, và từ vòng bảng đến vòng này thì các cổ động viên đang mong muốn cả hai đội sẽ trình diễn cho các cổ động viên những pha bóng hay và những pha sút siêu phẩm và một trận đấu fair play nhất. Vâng, một pha bóng không để ý nhau đến từ 12A2. Vâng, đã có một pha đá biên sai đến từ 12A5 và đổi biên lại được cho 12A2.
mình rất là nguy hiểm. Các em cũng cho thấy là mình không hề yếu kém. Nếu không có một không có thanh xà lan ở đấy thì pha bóng đó sẽ là một pha bóng bay ra ngoài. Một quả ép má ngoài đến từ Từ Việt mang theo 27. Một cú sinh hoạt thiếu chính xác. Vâng, thấy nhịp độ trận đấu đẩy lên rất là cao ngay từ đầu. Vâng, lại lên rồi. Lên đến từ 12 năm rồi. Chống dành cho tiền đạo của cả hai bên. Đá rất là rắn. Rắn lỏi. Rất chắc chắn.
nếu mà tính về cho tôi thì đấy là một pha bóng gần như là pha bóng cố định, còn để về phía tấn công thì vẫn đủ chúng ta để được hoàn thành thủ của lớp 12. Vâng, đã có một sự tác động nhẹ bên phía tiền đạo của 11-2 đã có một điểm được pha bóng đá. Vâng, đã có một tình huống đá liên sai đến từ 11-2. Và tôi nghĩ sau pha bóng đó thì số 12 của 11-32 sẽ hiểu được điều gì mà thầy Tiệp muốn nói. Một pha đặt vòng không chính xác đến từ anh Hùng Gai Đen. Với thông tin bên lề thì anh Đỗ Văn Bình lập bài đang giao học một lớp học cho cô đô. Thì anh đá, vâng, bóng người đá hết biên. Thì anh Hùng đá vào đầu đối thủ thì rất là chuẩn xác, nhưng mà đá vào gôn thì chưa chuẩn cho lắm. Vẫn không vượt qua được, vẫn đang rất là chắc chắn.
Vâng, đã có một sĩ ca đội người số 26 ra sân và số 24 ra sân đứng từ 12. À, 12 là năm ạ. Vâng, và tôi mong rằng các cổ động viên sẽ thông cảm với tôi vì tôi nói từ lễ đến giờ nên là có một sự nhú nhớ cho người mẹ. Nếu mà tình huống đó thứ 26 phút ra ngoài thì thực sự là tôi không hiểu. Vâng, Điên dành cho 11-2. Vâng, và trận đấu này là chúng ta vừa sẽ được áp dụng công nghệ 3. Và nếu một quý vị để ý thì chắc khoảng lên tới 12 giờ trên đầu quý vị. Vâng, và tôi yêu cầu là các cầu thủ dự bị của bên 12 năm là chúng ta nên ngồi xịt vào đường biên ngang để cho các cầu thủ còn thi đấu.
Và bên 12 thì à, 11A2 thì chúng ta có thể thấy các cầu thủ rất đầu tư, thuê 3 huấn luyện viên ở bên phải Mai Hoàng Anh về chỉ đạo huấn luyện. Rất hay một cầu thủ Trần An. Nhưng không được rồi. Vâng, cầu thủ số 15 cầu thủ đá phòng bên phía 12A5 đang làm tốt nhiệm vụ mình là chặn những chất đường bóng từ bên phía 12A2. Vâng, bóng vẫn chưa chạm tay của thủ môn 12A5. Vâng, ở bên phía 12A5 đã có một sự thay đổi người, số 15 ra sân và số 69 vào sân. Vâng, rất hay, vẫn là những cái sự tiên phong được đến từ thủ môn 11A2. Vâng, trận đấu vẫn sẽ được tiếp tục. Vâng, và tiếp tục ở bên 11A2 có sự thay đổi người, số 5 vào sân và số 32 ra sân. Vâng, vẫn là những cái chiến thuật là thủ môn bên này truyền cho thủ môn bên kia. Không mà cầu thủ trung kiên số 10 của bên 11A2 vẫn đang rất là yêu được để đưa bóng vào sân. Vâng, đã có một tình huống đẩy người của bên 12A5 và bên 11A2 sẽ được hưởng một quả đá phạt. Đây sẽ là một pha cơ thẳng hay là một pha bắn thẳng hay là một pha cơ vào đánh đầu. Nhưng cú sức phạt vẫn chưa hiệu quả. Vâng, lại tiếp tục thay người đến từ 12A5, số 15 lại vào sân và số 26 ra sân. Nhưng có thể thấy thì số 26 vào sân sẽ là chốt thời cơ và số 15 sẽ ra sân để hồi phục thể lực để vào chiến đấu tiếp. Vâng, là một tình huống phạm lỗi rồi. Vâng, và thầy Hoài đã nhắc nhở cầu thủ Tân Thành ở bên. Vâng, và tiếp tục là một sự thay đổi người, số 22 ra sân và số mấy, số 27 ra sân. Vâng, ở bên
Một đa hai cũng đã có sự thay đổi rồi. Vâng, như có thể thấy cầu thủ 3 số 15 Đà Thành và cho 12 năm vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, tôi thấy là trong trận đấu này thì những pha đánh đồng lượt đang được áp dụng rất là nhiều. Từ hiệp 1 tới bây giờ chúng ta để nói là phải có đến 6-7 những cái tình huống là đánh đồng lượt đến từ cả hai đội. Vâng, bắt đầu đến hiệp 2 thì cả hai đội đã chủ động chơi trùng xuống, không đẩy nhanh tốc độ như trận đầu tiên. Một pha bắt bóng đầy cảm giác đến từ thủ môn bên 12 năm. Số 10 có bàn trống. Vẫn đang có bóng, bóng vẫn đang chạy. Vâng, vừa mới có một tình huống di chuyển chạy chỗ của anh Nguyễn Phạm Bồng Đà rất là hay để gỡ lại được một bàn thắng cho 12-2. Vâng, một pha đứng để bóng chạy thẳng lên nhưng không thành công. Vâng, rất hay. Vâng, số 15 trong tình huống đó vẫn chưa thể nhìn thấy cơ hội để chơi ngay cầu thủ. Đội mình nên là anh quyết định về các tiếp nhưng đã đi chặn lại. Số 27. Số 27. Có một tình huống đứng thoải mái được lên đánh đầu. Vâng, với một tình huống không dừng bóng thì bên 11-2 đã được thể hiện một quả đá phản góc nhưng các anh không tận dụng được nó. Với một pha bóng cực kỳ hay của đội bên mình. Vâng, có một pha đá phạt góc. Vâng, rất hay. Vâng, anh. Vâng, một trong những động tác của chúng ta có thể thấy khi anh thấy một cái thủ môn ôm bóng người vẫn nằm xuống. Một đại bác nhưng chưa chuẩn xác.
những cái tình huống ăn miếng trả miếng nhưng đội 11 A2 vẫn không tận dụng được những cơ hội của mình và để quên mất nó và phải đánh đổi lại bằng những bàn thắng. Và tỷ số hiện tại bây giờ đã là 4-1 dành cho 12 năm. Thế mà anh Nguyễn Phạm phải đạt và xem anh ghi được bàn và giao lại ý nghĩa của
ra ngoài thì về nguyên 6 người lên tấn công. Vâng, và trận đấu này hai trọng tài đã phải rút ra hai chiếc thẻ vàng và chia đều cho cả hai đội. Thank you.
nên các em 1A2 đang đều phát trong những tình huống tấn công. 12A5 đang quá khỏe, không để hở một tí nào để cho 12A2 có thể phản công lên. 15 phút tiền 1 từ 12A2 chuyển như thế rất cao. Nhưng sau một bàn thua thì chúng ta có thể thấy sức chiến đấu của các em đã bị giảm sút xuống một phần. Và cầu thủ số 10 Trung Kiên đang được các cầu vệ của 12A5 chăm sóc rất là kỹ càng. Mỗi một lần Trung Kiên cầm bóng thì tôi thấy có đến 2 hậu vệ lao vào để tranh cướp bóng. Vâng, đá biên để cho ông 11A2. Vâng, coi thấy những tình huống tấn công của bên 11A2 là thực sự là bế tắc. Vâng. Trung Kiên.
vì mình là văn thể anh chịu chắc chắn của mình. Một pha đối đầu một với một, nhưng người chiến thắng lại là Vũ Minh. Công nghệ ba cũng đái chưa? Vâng, đã có một tình huống thay, một sự thay đổi vừa của 12 năm. Số 69 lại tiếp tục được vào sân. Và số đội số 27 ra sân. Vâng, có một pha tiếp tục số 27 của đội của số 15. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ai quay cho thấy. Anh ơi, tìm bên kia đi để cho quay đâu. Mình chỉ được đồng thôi. Còn đồng nhưng mà vào lấy 12 7 3 nữa đi để lấy đủ bộ huy chương đi. Kiếm ơi, còn ai bảo nó vào đi. 15 cái mà. Con gái được đủ 15 người được. Thế thì chúng mày đến đủ 15 người đứa nào phi vào đường phi nhá. Thành đứng ở giữa kia, Thành đứng ở kia luôn, đứng ở giữa kia, bây giờ thầy Tiệp ra thì ấy cho đội trưởng. Sáu bạn nữa vào đi, lấy huy chương. Con gái vào cũng được, không sao cả. Cuối cùng thì trao tất. Bạc trao hết đi, bạc cầm hết luôn cả cái cục bạc đây đấy. Bạc đấy. Về xe cho bạn. Vâng, và xin mời thầy Nguyễn Anh Hoài lên trao giải thưởng cho các em. Và chúng ta trông chờ một màn nâng cúp từ 12 năm. Các cổ động viên của 12 năm chúng ta sẽ đến